Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh gia Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý. Triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế 12 tháng tới. Báo động nghiêm trọng về tình hình y tế ở Gaza. Tăng cường tiếp cận đa dạng thực phẩm giàu dinh dưỡng để bảo đảm an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, đây là chủ đề của tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024 vừa được Bộ Y tế triển khai. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tùy theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tuần lễ dinh dưỡng và phát triển năm 2024 từ nay đến hết ngày 31 tháng 10, 2024 trong đó hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền nội dung, thông điệp tuần lễ dinh dưỡng và phát triển bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ có thai, bà mẹ đang nuôi con dưới 2 tuổi, các hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng hay xảy ra bão lũ, phối hợp với ban ngành tổ chức liên quan trong việc giáo dục, tuyên truyền, vận động trẻ em, học sinh, gia đình cộng đồng và xã hội nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng góp phần phòng chống dịch bệnh, thực hiện chế độ ăn lành mạnh, tăng cường hoạt động thể lực để phòng chống thừa cân béo phì và các bệnh không lây nhiễm. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện Quyện Cần Chùa tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2024 với thông điệp hiến giọt máu đào trao đời sự sống. Toàn quyện có 350 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chủ trang và người dân tham gia hiến máu. Qua đó đã tiếp nhận được 292 đơn vị máu. Đây là hoạt động tình nguyện được tổ chức thường xuyên nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia đến với các bệnh nhân. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, những năm qua được sự quan tâm của các cấp ngành địa phương, công tác này của tỉnh ta đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 590 cơ sở giáo dục từ giáo dục mầm non đến giáo dục phổ thông, trong đó 558 cơ sở giáo dục công lập, 33 cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tính đến tháng 9, toàn tỉnh có hơn 73% trường học từ mầm non đến phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Để có được kết quả này, hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện thị xã thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đội ngũ của ngành, đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của các cấp học, nhất là với trường trọng điểm, trường nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn, năng chuẩn. Bên cạnh đó, bằng nguồn vốn từ các chương trình, dự án kết hợp nguồn vốn cân đối ngân sách, các địa phương đã ưu tiên đầu tư kinh phí theo hướng tập trung để tăng cường cơ sở vật chất cho các trường chuẩn quá và kiến cố quá, nhằm đảm bảo cho lộ trình xây dựng trường chuẩn mức 2. Quyền Tân Thạnh tổ chức giải quân vợt chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống các ban xây dựng đảng và trong phòng cấp ủy năm 2024. Tham gia tranh tài có 12 vận động viên, thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Các trận đấu đã diễn ra sôi nổi, quyết liệt, thu hút đông đảo người xem cổ vũ. Đây là dịp để các vận động viên thi đấu giao lưu, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả trên các lĩnh vực công tác, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo cương bác Hồ chỉ đại. Trung tâm Văn quá Thông tin và Truyền thanh Quyền Đức Quệ phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo Quyện tổ chức hội thi tiếng ca học đường năm 2024 cho khối học sinh bậc trung học cơ sở trong toàn quyện. Hội thi thu hút 10 đội đến từ 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn quyện tham gia. Nội dung có tiết mục ca ngợi dạy đảng Bắc Hồ, đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống, văn quá, dân tộc, hát về thầy cô, mái trường, gương sáng, thiếu nhi, Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh khối trung học cơ sở trên địa bàn quyền, qua đó tìm kiếm bồi dưỡng những giọng hát hay, tạo nguồn cho phong trào văn nghệ ở trường học, góp phần đưa phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương ngày càng phát triển. Ban thường vụ quyền đoàn Tân Hưng phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo quyền tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Năm học 2023-2024, công tác đoàn đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn quyện được triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều chương trình hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh các phong trào học tập và rèn luyện cho đoàn viên thanh thiếu nhi và thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra trong năm học. Phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo năm điều Bác Hồ dạy tiếp tục được triển khai ở các liên đội. Năm học 2023-2024, toàn quyền có trên 1.000 đội viên thiếu nhi được tuyên dương danh hiệu cháu ngoan bác hồ. Dịp này, Ban chấp hành quyền đoàn Tân Hưng tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024. Thưa quý vị, mô hình dân dần khéo gắn với hoạt động tuyến sau đỡ đầu tuyến trước được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Tân Thạnh và Ban dân trận quyền quỹ Tân Thạnh thực hiện trong nhiều năm qua, mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó quy động gia phát huy vai trò của các tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia bảo vệ và giữ dự vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều năm nay, huyện Tân Thạnh kết nghĩa với đồng biên phòng Bến Phố, huyện Chính Hưng, đơn vị quản lý đoạn biên giới dài trên 21 km qua địa bàn xã Hưng Điền A và Khánh Hưng, huyện Chính Hưng. Xã Khánh Hưng là một trong năm xã biên giới còn nhiều khó khăn, Chia sẻ khó khăn này, quyền Tân Thạnh đã có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trọng viên người dân ở đây. Cũng được giấc mừng là cũng sống được tháng nào đỡ tháng nay. Cho con nó đỡ chút khi chứ giờ con thì nhỏ thì nó cũng còn nhỏ. Vợ chồng già, rồi giờ mặn nó thì nó cũng eo hẹp rồi nó nó cũng hộp hử hộp hử hoài dạ bữa gà này tôi rất mong ơn để là có cho hai đứa cháu nội ăn bị vì mẹ nó đi bỏ một đứa 17 tuổi mà trong giấy thì mới có 14 tuổi nha ngũ ngoài 17 tuổi còn thằng thì 11 tuổi học lớp 4 dạ thưa tôi rất là cảm ơn một trận quốc việt nam cảm ơn rất là nhiều vì tôi cũng khó khăn tôi bệnh lắm tôi không có làm được trong hoạt động tuyến sau đổi đầu tuyến trước năm nay, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Tân Thạnh và Ban dân trận quyền quỹ trao tặng 100 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Biên Giới, xã Khánh Hưng, quyền Chính Hưng, với tổng kinh phí 52 triệu đồng. Đây là những cái phần quà của quyền Tân Thạnh đối với các xã dùng biên giới nhằm giúp cho những hộ nghèo, hộ con nghèo và hộ khó khăn dùng biên giới để vượt qua những cái khó khăn trong cái cuộc sống. À, trong thời gian qua thì à, ban thường trực của ban mặt trận tổ quốc quyện thì phối hợp với các tổ chức thành viên thì các à, tổ chức tôn giáo à, phối hợp thực hiện tốt à, công tác an sinh xã hội ở à, các xã à, dùng biên giới mô hình dân vận khéo gắn với hoạt động tuyến sau đỡ đầu tuyến trước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ và giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, góp phần phát triển kinh tế xã hội, gắn với quốc phòng an ninh và đối ngoại ở khu vực biên giới. Chuyển sang các thông tin khác, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ ký dân bản trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Đối tượng và mức quà tặng vẫn giữ nguyên như năm 2024 với hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng. Như vậy theo tờ trình này, tổng số đối tượng có công với cách mạng được tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 là hơn 1,6 triệu người, thuộc 14 nhóm đối tượng khác nhau tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đáng Ất Tỵ 2025 là hơn 506 tỷ đồng số tiền này đã được bố trí trong kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2025 niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế 12 tháng tới có sự cải thiện ở tất cả các mặt phù hợp với các dữ liệu kinh tế chỉ mô nhận định trên được ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây sau khi khảo sát gần 900 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp. Theo Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, dù còn không ít doanh nghiệp nhận định tiêu cực về nền kinh tế, nhưng khi so sánh với hai kỳ khảo sát tháng 4 2023 và tháng 12 2023, niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô, triển vọng kinh tế ngành, khả năng tiếp cận thị trường vốn, triển vọng thị trường cho sản phẩm kinh doanh. Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh trong khảo sát lần này đã thể hiện sự tích cực ở tất cả các mặt. Tuy nhiên khó khăn và thách thức dự báo vẫn hiện hữu khi tỷ lệ các doanh nghiệp lựa chọn các đáp án tiêu cực rất tiêu cực còn ở mức khá cao 45%. Theo báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các công ty chứng khoán, trong quý 4 năm 2024, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang tăng mạnh với tổng giá trị khoảng 77.000 tỷ đồng sẽ đến kỳ thanh toán. Theo đánh giá từ một số công ty chứng khoán, sự gia tăng của trái phiếu đáo hạn này là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn vẫn đối diện với tình trạng thanh khoản thấp và khó khăn trong việc quy động vốn mới việc này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thanh toán của các công ty nếu dòng tiền không được đảm bảo dẫn đến các hệ lụy về tài chính và ổn định hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt các công ty bất động sản là nhóm chịu tác động nhiều nhất bởi lượng trái phiếu đến hạn lớn trong khi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất ổn Tại Gaza, các hoạt động quân sự tiếp tục diễn ra ngay gần và bên trong các cơ sở chăm sóc y tế. Trước tình hình này, tổ chức y tế thế giới đã lên tiếng cảnh báo về tình hình y tế thảm khốc ở phía bắc giải Gaza. Trong đó nhấn mạnh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung ứng trang thiết bị y tế và thuốc men. Trong một tuyên bố, tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới Tedros Ghebreyesus cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng xung đột đã khiến hạn chế nghiêm trọng khả năng tiếp cận các cơ sở y tế tại Gaza. Ông Gary Jesus nhắc tới việc Kamal Adwan, bệnh viện cuối cùng còn hoạt động ở phía bắc Gaza, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt vật tư, nhất là sau khi các lực lượng Israel đột kích bệnh viện này hôm 25 tháng 10 vừa qua. Đây là nơi đang điều trị cho khoảng 600 bệnh nhân, trong khi nhiều nhân viên y tế và những người khác cũng đang tránh trú tại cơ sở này. Washington Post tờ báo có nhiều ảnh hưởng tới giới tinh hoa Mỹ giờ tuyên bố sẽ giữ thái độ trung lập, không bày tỏ ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Washington Post thường xuyên ra tuyên bố ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ từ năm 1976, chỉ trừ năm 1988, và tất cả đều là ứng cử viên đảng Dân Chủ. Đây là tờ báo lớn thứ ba của Mỹ sau New York Times và Wall Street Journal. Báo chí Mỹ hiện nay không còn nhiều tiếng nói về chính trị như trước. Song qua Washington Post vẫn duy trì được tầm ảnh hưởng của mình trong giới tinh qua nước này. Trước qua Washington Post, một tờ báo lớn khác của Mỹ là Los Angeles Times cũng quyết định sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn chặn việc phát tán các lời đe dọa đánh bom giả nhằm vào các hãng hàng không cũng như các địa điểm đông đúc khác. Khuyến cáo của chính phủ Ấn Độ khẳng định, việc cho phép lan truyền những thông tin sai lệch có thể đe dọa đến an ninh và trật tự quốc gia. Trong khuyến cáo gửi tới các công ty mạng xã hội, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ đã đề nghị các nền tảng này nhanh chóng xóa bỏ những thông tin lừa đảo, báo cáo các mối đe dọa và hợp tác chặt chẽ với nhà chức trách. Chính phủ tuyên bố việc để lan truyền những lời đe dọa hay thông tin chưa được kiểm chứng là vô cùng nguy hiểm. Do đó, các nền tảng mạng xã hội cần phải báo cáo mọi hành vi phạm tội nào có khả năng đe dọa đến an ninh hoặc an ninh kinh tế của đất nước. Chính phủ cảnh báo các nền tảng này có thể đối mặt với những biện pháp hành động mạnh tay nếu không gỡ bỏ ngay lập tức những thông tin sai lệch. Theo thống kê, hơn 300 chuyến bay ở Ấn Độ đã nhận được những lời đe dọa đánh bom, khiến một số chuyến bay phải chuyển hướng hoặc bị quỷ. Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ khẳng định an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của nước này và sẽ điều chỉnh các quy định để đưa những người phát tán đe dọa vào danh sách cấm bài. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, giới chuyên gia và học giả kêu gọi các quốc gia không nên chỉ chú trọng vào tiềm năng và cải thiện hiệu suất của AI, mà còn phải tập trung giải quyết những thách thức về mặt đạo đức và yêu cầu quản lý mà công nghệ này đặt ra. Đây là những lời kêu gọi được đưa ra trong khuôn khổ diễn đàn của hiệp hội những người đoạt giải thưởng thế giới tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 10 vừa qua tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Các đại biểu cho rằng dù trí tuệ nhân tạo có rất nhiều giá trị khi ứng dụng, nhưng công nghệ này cần phải được quản lý một cách nghiêm ngặt. Thậm chí nhiều chuyên gia còn kêu gọi thế giới cần có một sự đồng thuận để ứng phó với khả năng trí tuệ nhân tạo có thể làm trầm trọng thêm các cuộc xung đột địa chính trị. Báo Trami quét qua Philippines đã gây hậu quả nặng nề về người già của. Theo thống kê của cơ quan thảm họa quốc gia Philippines, khoảng 100 người tại nước này đã thiệt mạng do ảnh hưởng của cơn bão, trong khi gần 600.000 người phải di dời. Các nạn nhân thiệt mạng đa phần là do bị đuối nước. Ngoài ra còn có các trường hợp bị điện giật và bị dùi lấp bởi tình trạng sạt lở đất. Giám phòng phòng vệ dân sự Philippines đánh giá số nạn nhân thiệt mạng có thể còn cao hơn trong những ngày tới. Về lực lượng cứu hộ hiện vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận với những vùng đang bị cô lập. Bão Trammy hiện được xem là một trong những cơn bão gây hậu quả nặng nề nhất tại quốc gia đông Nam Á này trong năm nay. Thông tin Thế Giới Giờ Rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh Giờ Truyền hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!